Đấy, em còn 2i10. 2i10 hatchback đều được sản xuất năm 2014. Một màu trắng và một màu bạc. Hai con thì là màu gốc nguyên thủy ấy. Còn màu trắng này là bản thiếu nhá. Thiếu thì là chưa có la răng đúc, vô lăng chưa có phím tích hợp. Đây, con 24 bản đủ biển số Hà Nội. Đấy, bản đủ thì nó có la răng đúc này, vô lăng này có phím tích hợp này, điều chỉnh. Để riêng con bà đủ thì em đang bán với giá là 215 triệu. Con bản thiếu là giá bán 175 triệu. Bác nào yêu mến i10 thì alo cho em theo số điện thoại 0813 530 555.